Hello anh em trở lại kênh nhá. Cái video này mình sẽ nói qua cho anh em về cái thần thú nhá. Khi anh em lên 60 thì nó sẽ mở cái thần thú nhá. Và nó có thêm mấy cái ưu đãi lạp. Đây cái mốc đầu tiên là 50k là anh em được thần thú cam này. Đây nó tăng chỉ số này. Sinh được 220k này, tấn công 4.600 này. Phòng thủ 2.900 và sinh được 10% nhá. Và nó có kích đồ giám với cái con thần thú tím nhá. Cái thần thú tím này khi anh em lên 60 anh em đi mấy ải là nó có luôn nhá. Nó có mấy cái quà vừa lần đầu ấy. Để tí vào cái ải mình cho anh em xem sau nhá. Cái mốc thứ hai và cái mốc thứ ba là nó cho anh em thần thú đó nhá. Và hai con thần thú này ấy, thì nó cũng kích đổ giá với nhau nha anh em. Và nó tăng rất là nhiều luôn. Sinh được hơn 700k này. Tấn công 11.600 và phòng thủ 9.600 nhá. Đây và quan trọng là nó tăng sinh được toàn bộ 15% này. Đây và cái đồ giám của nó tăng tấn công 21.000 và sinh được 400k nhá. Tính độc cái đồ giám của cái con tướng đỏ này không ấy thì nó cũng tương đương với 6 con tướng khi lên cộng 4 nha anh em ơi, rất là nhiều luôn. Đây mình mua luôn cái mốc tướng cam test cho anh em xem luôn nhá. Đây vừa lên VIP 5 luôn anh em ơi. Đáng lẽ mình chỉ có VIP 3 thôi nhá, nhưng mà do cái con má siêu ấy nên mình phải lạp thêm 700k mới đủ lên một sao nhá. Rất là tốn luôn anh em ạ, rất là thoạt luôn. Riêng mà 700k ấy, mình mà lạp vào cái thẻ đâu nhỉ. Mình mà lạp tích cái thẻ đỏ này mình cũng phải kiếm được hơn 40k kim bảo nhanh em ơi, rất là thoạt luôn nhá. Đấy cái bí cảnh này nhiệm vụ nó cũng như cái liệt truyện thôi, anh em làm nhiệm vụ. Và nó có cả cái quà lạp đầu nha anh em ơi. Đây, ăn nhầm. Nó có cả cái quà vượt lần đầu nhá. Đây mọi người có thể thấy này. 30 này, 45 này. Mới cả mình đi 3 map mỗi map nó được như là 5 mảnh nữa là 60 phải. Đây nhiệm vụ tiếp theo mình nhá. À, quên mình đang ghép đã. Đây đồ giám anh em ơi, sinh được 100k này, phòng thủ 2k6 này. Đây tăng 380k nha anh em. Một triệu hai lực chiến. Sinh được 220k này, phòng thủ này 2k9, tấn công 4k6 này. Tăng 1 triệu 2 lực chiến anh em ạ. Đây mình thử thay con tím nhá. Đây con tím thì tăng sao rất nhiều anh em ơi nhá. Sinh được đang 135k phải không. Đây mình tăng lên nó tăng gấp đôi luôn anh em ạ. Nó chỉ thua cái con tướng cam là cái sinh được toàn bộ nhá. Đến giờ mình thay thử thay nhá. Đây, thay con cam thì lên 100k nhá. Tức là cái con tím ấy mà 3 sao ấy thì chắc chắn là nó sẽ hơn cái con cam này luôn ấy. Đâu để mình thử đi ải xem nó. À thôi mình nói qua cho anh em về cái đồ giám mấy con thần thú trước nhá. Đây anh em có thể thấy này. Đây thần thú đỏ thì mình cũng đã nói này. Và nó có cái thần thú kim nha anh em ơi. Tấn công 52.000 này, phòng thủ 26.300 này và sinh được 10% nhá. Và chỉ số của con kim nó rất là kinh khủng luôn anh em ạ. Sinh được 175 vạn. Tấn công 37k. Và vật phòng của nó 23k. Và quan trọng là nó có cái sinh lực toàn bộ 30% này, rất là nhiều anh em ơi. Cái này phần trăm này anh em càng lên cao ấy, lực chiến thì nó cộng vào nó càng nhiều nhá. Được tính ra sơ sơ nhá, 175k này. Hello 175 vạn này, 30% máu này. Thì nó phải gấp hơn 10 lần chỉ số của cái con thần thú cam này nhá. Tức là bây giờ mình đeo cái con thần thú cam lên là 1 triệu 2 phải không.
mình đeo cái con thần thú kim lên, nó phải lên 12 triệu lục chiến anh em ạ. Rất là gắt luôn nhá. Cái game này ấy, phẩm kim lên là rất kinh khủng luôn. Như cái con tướng, như con ma siêu mình ấy, mình thay không chay nó cũng hơn 4 triệu. Đấy là tướng kim nhá. Còn cái thần thú này đeo vào nó chênh tận 12 triệu lục chiến. Quá là nhiều anh em ạ. Nên anh em nào mà có thần thú kim ấy, lực chiến lên rất là kinh khủng luôn. Đấy, nhiệm vụ nó cũng như cái liệt truyện thôi, anh em đi qua các map là được. Và nó có cả cái quà vượt lần đầu nữa. Đây, trong này nó có cả cái thưởng vượt lần đầu này. Thưởng vượt lần đầu được 5 ảnh, 10 ảnh nhá. Tức là tổng mình được 60 ảnh nhá. Đây, con ma siêu đêm gần 10 triệu đêm này. Con tướng chính đêm có 400k này. Đấy, triệu vân đêm hai con mà cũng chỉ được 2 triệu nhá. Còn ma siêu đêm rất là cao anh em ạ. Quên mình tắt cái auto hợp kích nhá. Anh em chú ý cho mình cái hợp kích đầu tiên này nhá. Cái hợp kích này nó tấn công địch có lộ cao nhất nhá. Và trừ khi anh em lên 3 sao như là trừ 3 lộ nhá. Rất là ngon anh em ạ. Và anh em khi lên 5 sao ấy thì nó sẽ trừ 4 lộ luôn nhá. Anh em chú ý cho mình cái hợp kích này nhá. Hợp kích của cái con Khương Duy mấy một con tướng cam gì đấy. Cái con ma siêu này nó có lội tại chính xác và bạo lên thường gần như là đánh gần như là nó bạo nha anh em. Đây, con tướng chính bạo đêm không cả bằng 1 phần 10 của con ma siêu luôn nhá. Đấy, quà ăn đầu rồi. Đấy, còn ma siêu đêm đa số là bạo nha anh em. Đấy, cái hợp kích này nó sẽ tấn công địch có lộ cao nhất nhá. Cái game này mình thấy thần thú anh em chủ yếu vào để lấy chỉ số là chính thôi nhá. Thật. Để tí xong cái trận này mình qua mình đọc cái mấy cái skin của mấy con thần thú nhá. Anh em có thể hợp kích rất ngon là trừ 3 lộ khí luôn này. Đây, cái con thần thú tím này khi hiệp 1 kết thúc nhá, nó sẽ gây cho một địch ngẫu nhiên 394% sát thương thần thú nhá. Đây, và cái con thần thú cam này khi sinh được toàn bộ của phe địch ấy, lần đầu thấp hơn 60% ấy, thì nó sẽ gây cho địch hàng dọc 370% sát thương thần thú nhá.
mỗi trận chỉ có kích hoạt một lần. Đây, cái thần thú này mỗi trận nó chỉ kích hoạt một lần anh em ạ. Chủ yếu vào anh em lấy cái chỉ số thôi. Đây, cái con cơ quan điểu này, khi võ tướng phe địch tử trận nhá, kẻ địch hàng sau chịu 344% sát thương. Mà mỗi trận nó chỉ kích hoạt một lần nhá. Còn cái con ngưu này, khi võ tướng phe ta tử vong, hàng trước phe địch chịu sát thương nhá. Nói chung là cũng không có gì đâu. Mấy con thần thú này chủ yếu là anh em vào lấy cái chỉ số là chính thôi. Đây, có con thanh loan này, khi sinh được toàn bộ phe ta giảm còn 50% ấy, nó sẽ giúp toàn bộ phe ta hồi 270% sinh lực. Ba người phe ta có tỷ lệ sinh lực thấp nhất, duy trì trạng thái trị liệu nhá. Mỗi hiệp giúp võ tướng trị liệu sinh lực bằng 50% tấn công trung bình, duy trì hai hiệp, mỗi trận cũng chỉ kích hoạt một lần nha anh em ơi. Con này là con búp. Cái con linh tê này, khi hiệp một kết thúc nhá, nó sẽ gây cho kẻ địch hàng trước 432% sát thương thần thú nhá, và làm tấn công mục tiêu giảm 10% này, duy trì hai hiệp nhá. Thần thú này là nó mỗi thần thú này ấy, một trận là nó chỉ ra một lần nhá anh em ơi. Cái này chủ yếu là anh em lấy cái chỉ số với cái đồ giám là chính thôi. Nếu mà anh em top mà có hai con kim này lên được chiến rất là nhiều nhá. Nói chung là bây giờ ví dụ như mình đang là hơn 20 triệu ấy, mình thay con thần thú này là được 12 triệu một con nhá. Cái này anh em càng lên lực chiến cao ấy, thì dĩ nhiên là lực chiến nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Bây giờ mà mình mà có hai con thần thú này mấy cái kích hoạt đồ giám ấy, chắc là lên tầm bao nhiêu nhỉ, 60 triệu luôn ấy, lên từ chắc khéo lên tầm 80-90 triệu luôn anh em ạ. Lên rất là nhiều luôn anh em. Cái game này ấy, trang bị kim hay là tướng kim nó lên rất là mạnh. Lên là anh em lạp vừa ấy, chênh lệch với anh em lạp nhiều rất là nhiều nhá. Và mình xin kết thúc video đây nhá.